Tôi đã thấy ít nhất 3 trẻ em có vết mổ trên người, cho thấy nội tạng của chúng đã bị lấy cắp. Năm 1995, đến lượt tôi làm điều đó. Bác sĩ Trung Quốc mổ cướp nội tạng. Một sĩ quan vũ trang đã dẫn chúng tôi đến góc xa bên phải. Ở đó tôi thấy một người đàn ông mặc quần áo thường dân đang nằm trên mặt đất với một vết đạn duy nhất trên ngực phải. Các bác sĩ trưởng ra lệnh và hướng dẫn tôi lấy gan và hai quả thận. Người đàn ông còn sống. Anh ấy cố gắng chống lại nhát dao mổ của tôi, nhưng quá yếu nên không tránh được. Có máu chảy, anh ta vẫn còn sống. Nhưng tôi đã không cảm thấy tội lỗi. Thật sự tôi không cảm thấy gì, mà chỉ như một con robot được lập trình đang làm nhiệm vụ. Tôi đã nghĩ rằng mình đang thực hiện nghĩa vụ tiêu diệt kẻ thù của nhà nước. Nó được gọi là đại thảm sát bởi vì những người này là người Duy Ngô Nhĩ, học viên Pháp Luân Công, những phụ nữ tập Pháp Luân Công đang mang thai. Thậm chí không được đưa mẫu đơn nào để ký xác nhận rằng tôi muốn hiến nội tạng cho nhà nước. Chính quyền Trung Quốc đang làm một điều kinh khủng, có thể so sánh với những gì mà Đức Quốc xã đã làm. Quân đội kiếm tiền từ đó, các bệnh viện kiếm tiền từ đó, những người trung gian kiếm tiền từ đó. Mà chúng ta đang nói đến tiền, một hoạt động trị giá nhiều triệu đô la. Nếu bạn đến Trung Quốc để ghép tạng, khả năng rất cao là một người hoàn toàn vô tội sẽ phải chết vì bạn. Sau khi rời khỏi Trung Quốc, quan niệm của tôi thay đổi hoàn toàn. Lúc đó tôi mới thốt lên rằng, trời ơi, mình đã phạm phải một tội ác.